Chàng béo quê miền Tây, tôi là chàng béo quê miền Tây, sống luôn tươi vui chớ ruộng sao mẹ quê miền Tây à? Hai ba chàng béo quê miền Tây, tôi là chàng béo quê miền Tây, sống quanh năm vui tươi với ruộng đồng. Lặng nhìn dòng sông mà trong con nhớ lại năm nào. Lặng nhìn chiều thằng béo quê miền Tây lại bảo đéo lấy được vợ, bố phải xin lỗi. Hello, xin chào các bạn nha. Ôi, có lú đồng tiền hay quá. Duyên đấy. Hello, xin chào các bạn nha. Ôi, sao lại biến ra đấy rồi? Ôi, phân thân chi thuật. Hello, xin chào các bạn nha. Ôi, chào ba lần các bạn chào ơi, sao? Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ok. Cách đây mấy năm trước đó các bạn, béo có nói chung là cũng vận động tập thể dục. Lúc mà béo ốm lại á, béo mua rất là nhiều áo đẹp luôn. Áo thun nè, rồi áo sơ mi nữa. Rất là nhiều luôn các bạn ơi. Còn bây giờ thì các bạn hãy xem là béo mặc như thế nào nha. Được, các bạn hãy để béo trong giây lát nha. Ok béo, ui vắt. Đây các bạn ơi, đây là cái áo hồi xưa mà béo mặc He vô got the luôn Versace. Các bạn. Còn giờ bắt các bạn Versace, 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 Versace. Béo sẽ cố gắng giảm cân nha các bạn. Ui. Giảm cân cho ốm lên là mặc mấy cái áo đẹp. Được béo. Các bạn hãy lại cho béo trong giây lát. Béo sẽ thử cái áo khác nữa nha các bạn. Các bạn ơi, đây nè các bạn, đây cũng là một cái áo không Tom Ford. It's bad Steve Jobs vậy. Mà giờ các bạn coi nè. Thật tuyệt thế luôn. Ông mà thấy được tự tin như ông chẳng béo quên bên tay không? Các bạn đợi trong giây lát. Còn nữa. À, còn luôn. Đợi trong giây lát nha. Được. Các bạn ơi, đây là cái áo phát. Tì không? Cái áo phát này lúc mà béo mới mua các bạn. Hồi xưa lúc mà béo mới mua là nó rộng á các bạn. Béo phải đi bóp lại luôn á. Bóp luôn. Bóp cánh tay lại á. Bóp bóng côn, chia cổ bẻ, rất bad boy. Không dưa, không gài lúc luôn các bạn ơi. Đẹp trai các bạn. Đẹp trai, rõ, ui, bad boy, ui, lại còn nữa luôn. Buffet. Thế là cái gì đâu? Chain. Ui, phải cắt. Đẹp trai các bạn. Để béo giảm cân nha các bạn. Xong rồi cái ốm ốm lại chút. Mặc mấy cáo hung vừa vừa ngày xưa đẹp á các bạn. Lúng đồng tiền như thế này, ốm lại xấu á. Béo như thế này, béo tốt như thế này. Xong rồi các bạn. Vui. Nếu các bạn hay, xin hãy cho béo một like, chia sẻ và đăng ký. Tâm sự của béo à? Dã man à, tâm sự béo à? Cái béo tâm sự à? Hello, bé xin chào tất cả các bạn nha. Tại vì nhà gặp anh này ngoài đời chắc mình xuất giảm luôn. Cân các bạn. Xuất luôn. Nên bé sẽ ý bạn là xuất cơm. Bây giờ bé sẽ tập trung giảm cân các bạn ơi. Không thì trông bạn, trông em trông trông, trông béo dễ thương à, trông kiểu em bé. Các bạn, có bạn là yêu cầu béo là hãy hát like. Hát cho khúc nhớ nội mà vô. Được, ok, xin hát, xin hit bài. Sẽ thâu đây là xin hit bài. Hit và hát like nha các bạn. Ok. Lần nhìn dòng sông mà trong con nhớ lại năm nào. Nhớ ngày âu thơ những đêm mưa gió giăng đầy. Nhà chân dạy lá đi cơ cực nhưng no âm tình no quê. Chợt nhìn bờ đây con đường làng nhưng luyến, thích luyến đâu. Ui, bé luyến à. Các bạn ơi, nếu các bạn hay thì hãy cho bé một like, chia sẻ và đăng ký. Ô, một like luôn, nè, bù. Đây, bây giờ xem cái mới nhất này. Mới nhất. Hello, xin chào tất cả các anh chị nha. Mời các anh chị ăn trưa cùng em nha. Thì trong thời gian vừa qua là em đang giảm cân cho nên là em ăn bữa nay em ăn cải luộc nha cả nhà. Đây, cải luộc, cải trắng luộc nha. Mời các anh chị. Em mới bắt đầu giảm cân khoảng chừng nửa tháng nay cả nhà ơi. Mời các anh chị nha. Có con gà nó kêu rồi, tôi lo lắng con gà kêu quá. Chảy là mồ hôi. Bật cái quạt. Quá ngon luôn, quá tuyệt vời luôn. Hé đồ, xin chào tất cả các anh chị. Các anh chị ơi, ở quê thì không có gì ngoài trái cây á. Bên hai em sẽ ăn trái cây nha. Em sẽ ăn chuối. Đây. Em mới chuối à? Cảm ơn Hà Hưng nha.
celebrate super chat. Hello các anh em. Hôm nay là buổi trưa. Béo đừng có ung thư chứ. Béo thì béo thôi, béo đừng ung thư. View bờ sông có bờ sông. Không phải uống trà đường với cà phê nha. Ngồi. Được. Được, ngồi mấy cái ghê đó. Trà đường phải. Một rồi. Thì như là cái ghế đằng sau đấy là ba đúng không? Rồi. Vô. View, bờ sông có bờ sông. Rồi không phải uống trà đường phải cà phê nha. Trà đường, cà phê. Đã. Chỉ vậy thôi. Thấy không mà. Ghen luôn. Các anh chị hôm nay ăn bánh Huyền giùm em còn một bọc bự này luôn nè, thấy không? Bánh Huyền. Bánh Huyền là bánh Huyền. Nhưng mà cái bánh này hình như là bánh heo thịt sao, đây là xong có hạt điều này, hạt điều này, hạt dưa này, hạt bí chứ. Hạt bí này, có rất nhiều hạt ở đây mà. Xong nó giống như là một cái đồ mà nó kiểu ăn kiêng. Bình thường người ta chỉ lấy một gói ra, người ta đi tập xong người ta ăn vào cho nó hồi sức. Béo ăn như kẹo. Thì chịu. Wow. Đây, bánh Huyền đây. Các nhìn thấy rất là đẹp và rất ngon luôn các chị. Em biến hình nè. Ủa, xã man biến hình á? Biến hình đây. 1, 2, 3. Ôi xưa. 1, 2, 3. Ôi. 1, 2, 3. À, kim tan. Ôi, thủy thủ papai. Tôi nhìn vào tôi có thể thấy luôn bản thân tôi ở trong này mà. Kiểu người ta xem giống như kiểu... Uầy, anh phải tự tin nhỉ? Tôi học truyền thông mà còn không dám làm YouTube như anh này mà. Bởi vì bạn học cho nên bạn không dám làm đấy. Tôi cũng có học cái gì đâu cho nên là tôi mới làm đấy. Khi mà bạn học rồi, bạn có lý thuyết rồi thì những cái thứ thực hành, những cái thứ mà nó gọi là như nào nhỉ? Experimental ấy. Các bạn sẽ không bao giờ có được đâu. Nào, giơ lách lên, có mua hôi lách không nào? Tập cái bài mà kiểu để nó sau vai như thế này này. Để như thế dễ chấn thương lắm. Tôi khuyến nghị các bạn là không nên tập cái bài này. Các gì với các mẹ ngoài thích xem content này bởi vì nó gần gũi với xem cười á. Tập 1-2 phát nghỉ 10 phút sao giảm cân được. Ô, tập cực chính là lại này lại bảo không biết tập cái này là biết tập nha. Sao béo lừa đúng không? Nhìn anh có thể là mềm ở bên ngoài thôi nhưng mà nhìn cái áo của anh đi, đằng trong nó là đá đấy. Đi biết làm sao không, có con Versace, có con Medusa ngay giữa ngực. Không, nhưng mà không biết là cái máy này nó có bao giờ nó bị sưng vừa cả đằng sau. Đang ngồi sưng mẹ vừa ra đằng sau. Giá đồng thanh kinh khủng ấy. Nào, giờ lách lên, có mồ hôi lách không? Chưa kịp. Hello cả nhà. Lần đầu tiên thì xin chào xuống ngọt ạ. Cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn đã chăm sóc béo. Yêu thương béo mới có được à, yêu thương béo luôn đấy, bảo sao em bé mà dùng từ nó nhẹ nhàng thôi. Em đã đạt được 100.000 người đăng ký. Wow. Yeah. Ơ, các bạn có biết là kiểu bác sĩ bảo ấy là ăn rau vào nó là một cái phương pháp để đánh răng. Ăn rau, rau thơm húng chó luôn, biết ăn cả rau thơm luôn, thế là cũng biết ăn, cũng biết thưởng thức đấy. Tôi đánh giá là tất cả những cái người nào biết ăn rau sống với cả biết ăn rau mùi đều là những con người biết thưởng thức hết những cái tinh hoa của cuộc sống này. Trên này nhìn thấy thôi, tôi nhìn thấy là có húng cá, có diếp cá ở đây nha. Biết ăn diếp cá là người lớn đấy. Ừ, phở đang nóng cả nhà ơi, bỏ rau nha, bây giờ bỏ con gò ôm, giờ tới này là rau quế, húng chó. Xong rồi bỏ thêm vài cọng gà ôm nữa nha mọi người. Đây là rau ngô đúng không? Chủ nhân có được hưởng được một tô phở. Không, nhưng mà kiểu tôi vẫn đánh giá cao là bát phở ăn cùng với cả rau sống rất ngon. Thổi trời, cái mỏ thổi thấy ghét không? Nó quá ngon luôn cả nhà ơi. Con này biết vuốt tóc nha, đừng có linh tinh. Nói quá ngon luôn. Nào, tự nhiên cái gắp miếng thịt. Thịt à? Không biết làm gì. Sao ngon vậy, sao ngon. Cắp miếng thịt không biết làm gì. Ôi. Thật là một câu hỏi khó. Cắp miếng thịt lên xong rồi phải làm gì? Tôi tưởng tôi chỉ được ăn rau. Cái ăn được sa tế à? Ôi, để xem nào. Đây, có nghĩa là cooking đúng không?
cắt sen cúc đúng không? Ok, con gà. Lại con gà ở kia không thấy kêu nữa rồi. Bé đang nhóm lửa đây nè cả nhà ơi. Bé đang nhóm lửa hồi có lửa hàng bé nướng cả nhà. Ôi, có mấy con gà luôn. Ngon cả nhà, cánh gà nướng sa tế nè. Ngon quá nướng nó đi, nướng nó đi. Các bạn đợi bé một chút đi, khi nào có lửa thang bé sẽ quay cho lại. Có con vịt kìa, bắt con vịt cho vào đấy luôn. Bây giờ, ngồi đất luôn cho nó pro. Có người mới quay nhưng không có góc quay gõ mọi người. Em thông cảm cho. Bởi vì không ngồi xổm được. Bây giờ mình nướng đây nha các bạn, nướng đây nè. Ôi nhưng mà béo như ở đây là sao là đau chân lắm nhỉ. Xèo xèo luôn. Nghe thấy cái con hào nó đang kêu cứu kìa. Nghe thấy cả con đang khóc than cho người mẹ. Không khóc than, chắc chắn là khóc than cho người bố rồi. Không ai làm thịt con gà mái cả. Làm thịt con gà trống nó mới chuẩn. Xem cái này đói vờ lờ anh ơi. Xem ăn bỉa đi cho đỡ đói mặt cười. Linh tinh, không phải xem cái này em bé đang hay như thế này. Bắt xem bỉa. Bamboo shoot đúng không? Cái này là măng đúng không? Hay là tre là măng đúng không? Để lên làm cái kệ, xong rồi cho gỗ ở phía dưới. Béo là, nói thật là béo là hơn một đống anh em ở đây nha, là không biết nhóm lửa ấy nhá. Bây giờ nhiều ông là nhóm lửa nào không biết nhóm lửa đâu nhá. Tôi có để ý mấy clip nhá, nào là bắt cá, bắt cua này, nào là làm những cái công việc mà nó giống như là phải động đậy chân tay, phải lao động ấy. Hơi chuẩn. Béo hơi bị pro lừa. Chuối à, chuối à. Tôi nói nhầm. Chuối. Đây là chuối. Ở đây nó không đủ ánh sáng các bạn. Béo này chơi Genshi là hợp cả. Vặt cổ mấy con gà kia ra lấy tiết nó làm nước chấm. Mới nướng xong luôn á. Bao nhiêu gà đằng sau. Rồi. Ăn thịt khủng long ngon không? Ăn mặn. Mặn mặn. Cái gì he he cơ? Thè thè à? À, thè thè là nó giống như kiểu là dùng cho một từ mà miêu tả hạt tiêu ấy à? Ok. Thè thè. Anh Độ chơi he. Biggie nào? Hãy nghe chàng béo rap một khúc nhạc này. Hai ta tôi xin kể phong chuyện chàng béo quê miền Tây. Sáu mươi năm của tôi với vận động. Yeah. Nhồng quá cần luôn. Xem uống cà phê sữa em nào. Em đang uống cà phê sữa. Đây là uống sữa, đừng nói là uống cà phê sữa. Đây là uống Milo. Milo sữa. Bắt đầu uống. Tập bơi à? Em tập bơi nè. Nhưng mà thề nhá, ngày xưa tôi thích trò này. Chẳng phải quay về đây, dễ relatable, dã man. Như spaghetti. Tập vườn leo cây à? Hello cả nhà, bây giờ hôm nay em sẽ ra vườn tập leo cây nha. Tập leo cây. Hả? Đẹp chưa? Ít mẹ máu chưa? Vượn vẫn có ở trong máu đây. Vỗ tay. Wow.